Hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn phối hợp với Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt An Giang tổ chức mổ cườm mắt, đục thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện. Đợt này có 100 bệnh nhân được thu dung. Qua khám sàng lọc có 76 bệnh nhân đủ điều kiện về sức khỏe để mổ mắt. Đa số các bệnh nhân đều cao tuổi, bị đục thủy tinh thể hoặc bị cườm mắt trong nhiều năm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể điều trị. Các bệnh nhân được y bác sĩ mổ cườm và đục thủy tinh thể miễn phí bằng phương pháp phaco, rút ngắn thời gian và giảm tổn thương. Đồng thời hướng dẫn đeo kính tránh gió bụi, nhỏ mắt cũng như uống thuốc theo toa để nhanh chóng hồi phục. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đem lại ánh sáng cho người mù do đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh An Giang, kinh phí từ nguồn chương trình xóa mù tỉnh An Giang hỗ trợ.